Xin chào các bạn, mình là Ngọc Trân. Chào mừng các bạn đã đến với buổi tọa đàm online xây dựng sự tự tin trong giao tiếp của khoa kinh doanh thương mại Đại học Online. Thì như các bạn cũng đã biết, hiện nay cái vấn đề về sự tự tin là một trong những vấn đề cốt lõi thiết yếu của tất cả các bạn sinh viên khi mới bước vào giảng đường cho đến khi bắt đầu ra ngoài tìm kiếm việc làm. Đây là một trong những yếu tố rất quan trọng đóng góp trong phần xây dựng sự thành công cũng trong sự nghiệp cũng như là trong cuộc sống. Thì vì lý do để giúp các bạn sinh viên có thêm sự hiểu biết rõ nét về vấn đề này, thì hôm nay khoa kinh doanh thương mại đã mời đến ở đây các bạn sinh viên đại diện của khoa. Thì mời hai em giới thiệu về bản thân nhé. Chào chị, chào anh và chào tất cả mọi người. Thì mình tên là Nguyễn Hải Nhi, là sinh viên khóa 23 khoa kinh doanh thương mại trường Đại học Online. Tôi chào anh chị và chào tất cả mọi người. Mình là Nguyễn Ngọc Minh Linh, sinh viên năm cuối trường Đại học Online. Và chúng ta có đây sự có mặt không thể thiếu của chuyên gia diễn giả khách mời anh Quang Cao. Dạ, xin được mời anh. Anh chào Trân, anh chào Nhi và Linh, và cho anh mạng phép gửi được một lời chào chung đến tất cả các bác nhà sinh viên trường Đại học Văn Lang đang xem trực tuyến buổi tọa đàm ngày hôm nay. Thì để bắt đầu chương trình thì chúng ta sẽ bắt đầu với lại câu hỏi cần thiết và cũng như là để các bạn hiểu rõ hơn về sự tự tin. Thì chị sẽ được hỏi trước là theo Linh và cũng như là Nhi thì các em nghĩ như thế nào về sự tự tin? Chị thì đối với em, sự tự tin là việc em có thể thể hiện được bản thân mình một cách vui vẻ, thoải mái trong một môi trường nhất định nào đó. Còn Linh thì sao em? Đối với cá nhân em thì sự tự tin là việc em có thể tin tưởng vào bản thân mình, tin tưởng vào khả năng của mình. Nhưng mà em thì vẫn có thể thể hiện sự tự tin vào đúng môi trường với lại đúng người đối diện. Cảm ơn câu trả lời của các em. Vậy thì không biết là theo anh Quang Cao thì nãy giờ nghe các bạn chia sẻ thì anh có một chút xíu nào đóng góp và cũng như nhận xét về các câu trả lời trên không ạ? Vâng, thì tôi vừa được nghe Yêu Linh và Yếu Nhi chia sẻ những cái khái niệm như lý thuyết, nó nằm ở cái mức độ là lý thuyết về cái sự tự tin trong giao tiếp. Tuy nhiên ở đây thì tôi muốn được nghe các bạn chia sẻ rằng là trong cuộc sống với những cái mối quan hệ các bạn đang có, gia đình, bạn bè và những người thân, thì các bạn có mong muốn mình muốn kết giao thêm những cái mối quan hệ mới hay không? Cá nhân em thì với các mối quan hệ hiện tại em có thì em cảm thấy khá là hài lòng và vẫn chưa có cái động lực để có thể tìm kiếm các mối quan hệ mới nằm ngoài cái phạm vi giao tiếp hiện tại. Còn với em thì em trái ngược với Linh thì em hiện tại đang hoạt động công tác đại hội trường rất là nhiều, cho nên là từ đó thì nhu cầu của em về các mối quan hệ xã hội cũng không được mở rộng, thì em mới có thêm nhiều mối quan hệ ở xã hội nhiều hơn, và cả bạn bè, thầy cô và những anh chị lớn hơn. Còn Ngọc Trân có, mình có thấy hài lòng với những mối quan hệ mình đang có và có nhu cầu kết giao thêm những mối quan hệ mới không? Dạ, thì cảm ơn câu hỏi của anh Văn. Thì theo như em, đứng dưới góc độ của một người đã từng là sinh viên và hiện tại cũng đã đi làm cũng nhiều năm, thì em suy nghĩ là việc mà giữ lại những cái mối quan hệ cũ nó là một cái phần cốt lõi thiết yếu để giúp con người ta có thể có thêm cái sự vững chắc từ cái nền tảng cũ đã có, phát triển từ cái tốt hơn, cái cũ để tốt hơn trong thời gian tới. Còn cái việc mà có thêm những cái mối quan hệ mới thì nó là một cái phần thiết yếu không thể thiếu đối với tất cả mọi người, bởi vì mỗi người bạn mới mà chúng ta gặp thì thường là sẽ dạy cho chúng ta một cái điều gì đó giúp chúng ta học hỏi nhiều hơn, phát triển tốt hơn trong cuộc sống lẫn trong công việc. Thì em nghĩ là cái việc mà luôn có bạn tiếp xúc thêm các bạn mới thì đó là một điều mà chúng ta nên thường xuyên chú ý đến và phát triển trong tương lai. Vâng, vì sao tôi lại hỏi câu hỏi này? Tại vì cái nền tảng đầu tiên và cái điều rất là quan trọng để làm sao chúng ta có cái sự tự tin trong giao tiếp đó chính là cái nhu cầu, tôi tạm gọi nó là nhu cầu giao tiếp. Vì sao tôi phải nói vậy? Vì nếu như các bạn thử hình dung như thế này, các bạn hài lòng với mối quan hệ mình hiện có, như Linh nói, các bạn không có muốn mình kết giao thêm, thì khi không có nhu cầu, thì khi các bạn đứng trước một cái đối tượng nào đấy, một người, hai người hay trước đám đông, thì các bạn không có thể hiện được bản thân mình, và các bạn khác mình là các bạn không có muốn chia sẻ. Đấy. Thì như vậy thì rõ ràng không có nhu cầu thì các bạn không thể nào có một cái giao tiếp hiệu quả được, từ đó không có xây dựng cho bạn nên một sự tự tin.
À, vậy thì theo như anh Cao vừa nói là nhu cầu là một trong những yếu tố tiên quyết để quyết định đến lý do vì sao chúng ta nên tìm hiểu về sự về tự tin trong giao tiếp, thì không biết là ngoài cái yếu tố về nhu cầu ra thì mình còn những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự tự tin trong giao tiếp không anh? À, vâng, thế để trước khi đến cái ý tiếp theo thì tôi làm sáng tỏ thêm cái ý về nhu cầu, thì nó có một cái vui như thế này. Những cái anh chàng gần đến tuổi kết hôn lớn ngoài 30 thì bố mẹ rất hay thúc giục lập gia đình, chưa lập gia đình, thì bản thân anh ấy chưa có nhu cầu lập gia đình, thì dù chúng ta có mai mối làm quen bao nhiêu cô gái xinh đẹp giỏi giang thế nào, chúng ta cũng không có mở ra được cái lời nào để ngồi nói chuyện sao cho nó hay ho thú vị cả. Nhưng mà đến cái khi mà anh ấy có nhu cầu muốn tìm kiếm bạn đời rồi thì chả cần phải học kỹ năng theo đuổi bạn gái hay như nào, tự động văn thơ hay là những cái kỹ năng từ đâu ra tự nhiên nó hội tụ lại chụp tràn đấy, có thể tiếp cận và giao tiếp nó rất là hiệu quả để nên lấy lòng được cái cô gái đấy. Đấy thì tôi muốn nhấn mạnh cái điều là cái nhu cầu trong giao tiếp đó rất là quan trọng, và đó là cái điều đầu tiên và nó cũng là quyết định cho cái chất lượng của những cái cuộc giao tiếp đấy. Còn cái điều thứ hai tôi muốn nói, như chúng ta đã biết, nhà bác học Darwin có cái công trình nghiên cứu rất là nổi tiếng là về thuyết tiến hóa, thì ông ấy nói rằng là trong tất cả các loài động vật bao gồm con người thì tổ tiên của chúng ta từng là loài bò sát, mà như khi loài bò sát khi hai con vật nó gặp nhau nó chỉ có cái khoảnh khắc nó rất là ngắn, đó là trong 8 giây, thì một là chiến, hai là biếm. Nó là như nào? Một là con này ăn thịt được con này, hay con kia ăn thịt được con này. Đấy. Thì nó chỉ có trong vòng 8 giây đó. Nếu như mà muộn hơn 8 giây thì một nó là con một, hai là nó ăn được con một kia thì nó lại để cho con kia chạy mất. Thì con người chúng ta khi phát triển, cái bộ não nó phát triển ngày hôm nay thì vẫn không khỏi ảnh hưởng ở cái phần đó. Nên là khi chúng ta đứng trước một người, đứng trước đám đông thì cái khoảnh khắc 8 giây đó nó quyết định là chúng ta ở thế chủ động hay là thế bị động. Ví dụ như chúng ta nôm na là bị đối phương ăn thịt đi, thì tự nhiên chúng ta cảm thấy tự nhiên rụt rè đi, chúng ta gia tăng hóc môn căng thẳng. Lúc đó cái não của chúng ta nó sẽ hiểu lầm rằng chúng ta đang gặp nguy hiểm, thì sao cổ họng tự nhiên đơ, không nói, không phát âm thanh, cứng họng kiểu vậy. Thì đó là một cái điều nó rất là quan trọng trong giao tiếp. Nên 8 giây đó, nên tôi gọi ở đây là quy tắc 8 giây, thì các bạn nên lưu ý ở trong những cái khoảnh khắc đầu tiên khi chúng ta gặp gỡ một ai đó. Thì theo như anh là giải thích bây giờ về quy tắc 8 giây, thì không biết là nếu như trong quy tắc 8 giây này thì mình chi tiết là mình cần làm ví dụ như thế nào, điển hình để mình thể hiện được cái sự bắt nhịp và cũng như là mình hoàn toàn chiếm lĩnh được ưu thế trong cái 8 giây đó. Cái 8 giây đầu tiên này nó vô cùng quan trọng, và chúng ta cũng biết rằng cái ấn tượng của người đối diện để lại cho chúng ta nó cũng nằm ở trong những cái khoảnh khắc đầu tiên như vậy. Thì mỗi một con người chúng ta có tồn tại 4 cái thức: nhận thức, kiến thức, hình thức và ý thức. Thì trong cái chương trình này thì tôi sẽ đề cập đến cái về hình thức và kiến thức. Thì để chúng ta có được một cái ấn tượng tốt, tích cực, rõ ràng cái điều này nó sẽ mang đến cho chúng ta sự tự tin trong giao tiếp, thì chúng ta phải xây dựng cho chúng ta một cái hình thức nó chuyên nghiệp. Cái hình thức chuyên nghiệp nó không phải là một cái vẻ ngoài hào nhoáng, mà nó là cách chúng ta tôn trọng cái người đối phương, và chúng ta thể hiện cái sự chuyên nghiệp cũng như cái tri thức của chúng ta có. Thì ở những cái nước mà văn minh, những cái nước phát triển, thì người ta có một cái chương trình, một cái bộ môn gọi là xây dựng hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp. Trân có cái chia sẻ như nào về cái lớp này khi Trân tham gia không? Vâng. Để nói rõ hơn cho các bạn biết, khi Trân là một cái người đã được học rồi thì cái việc xây dựng hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp nó là những cái vấn đề
À vâng, thì đối với em thì đối với một người đã từng tham dự một khóa học về xây dựng hình ảnh cá nhân thì em hiểu được rằng khi mà mình bước ra ngoài đời đi làm sau nhiều năm dài học trên những trường đại học thì đối với các bạn mới ra trường thì cái việc mà đi ra ngoài tiếp xúc với lại những đối tác, sếp rồi bạn đồng nghiệp khác nhau thì gần như là mình chưa được chuẩn bị nhiều tâm lý và cũng như là chưa biết cái cách làm như thế nào để mà giao tiếp cũng như là thể hiện bản thân một cách hiệu quả nhất. Thì đối với các bạn mà đã từng tham dự một cái lớp giao tiếp rồi thì khi mà các bạn đã được học về cách đi đứng ăn nói, ngồi cử chỉ, body language thì các bạn sẽ hiểu là như thế nào để mình có thể thể hiện tốt nhất những cái mà mình nên thể hiện để cho mọi người có được cái sự niềm tin và cũng như là sự tin cậy và để hợp tác với mình và cũng như là để giúp mình cùng phát triển đồng hành hơn trên cái con đường sắp tới. Thì nếu như mà đối với các bạn sinh viên, các bạn trẻ nó mới ra trường thì mình cũng nên là một phần nào đó tự tìm hiểu, nếu như mình chưa có khả năng đăng ký nhiều các lớp học về hình ảnh mình cũng có thể học qua sách báo bạn bè hoặc học tốt nhất là qua kinh nghiệm thực tế bằng cái việc mà tham dự nhiều sự kiện cũng như là gặp gỡ các anh chị lớn, mình sẽ học được rất nhiều về cái phần này. Những cái chương trình mà xây dựng hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp thì tôi xin tóm tắt lại là học đầu tiên là học về cách ăn, học về những cái thái độ, học về hành vi, học về cách ứng xử, học về các nghi thức. Đấy, thì cái điều ấy nó vô cùng quan trọng và nó tạo nên cho chúng ta một cái hình thức tốt, chuyên nghiệp. Thì khi chúng ta có một hình thức chuyên nghiệp thì trong các buổi, trong các cái cuộc giao tiếp chúng ta sẽ cảm thấy tự tin hơn, mình không có cảm thấy vụng về đấy trong cái cách hành xử. Đó, có một cái câu mà tôi rất là cảm thấy tâm đắc, đó là manner make a man, đúng không? Tức là cái cách hành xử của chúng ta nó tạo nên cái con người của chúng ta. Thì đây là tôi nói về cái hình thức. Còn về cái thứ hai đó là về kiến thức hay còn nói đó là tri thức. Thì những cái đấy thì các bạn đang ngồi ở ghế nhà trường thì tôi khuyên các bạn hãy nên chú tâm vào cái việc học, nó rất là quan trọng. Có nhiều bạn tìm kiếm các công việc làm thêm hay như nào mà thì nếu như các bạn không có áp lực vào cái việc kinh tế thì tôi nghĩ nên làm sao tập trung vào cái việc học, cái việc trau dồi các cái tri thức của mình. Còn những cái nếu như các bạn làm được những cái công việc làm thêm mà nó bổ trợ cho cái ngành của mình sau này ra trường mình làm thì nên. Còn nếu như đi làm chỉ để các bạn ấy trang có thêm thu nhập một phần nào đó nhưng nó không có, mình không phải là một người quá áp lực về chuyện tiền bạc, tôi nghĩ không nên. Tri thức nên dành thời gian để chúng ta trau dồi thật là nhiều. Thì để như vậy, để các bạn khi các bạn có được một cái hình thức và một cái tri thức thì các bạn sẽ tự tin hơn trong cái việc giao tiếp. Vậy thì không biết là theo anh Quang Cao, cái việc mà khi các bạn mới ra trường thì các bạn cần lưu ý những cái bước nhỏ nhặt nào đầu tiên trong cái việc xây dựng hình ảnh, đặc biệt đối với một bạn trẻ như Uyên Linh thì bạn là sinh viên năm cuối của khoa kinh doanh thương mại thì cũng không còn bao lâu nữa thì bạn sẽ chuẩn bị là bước vào để tốt nghiệp ra trường, thì tất nhiên là bạn cũng sẽ cần những cái kỹ năng để gây ấn tượng như là đi phỏng vấn, đi xin việc, thì không biết là cái cách nào để thể hiện tốt nhất bản thân mình trong cái quá trình mà mình vừa mới tiếp xúc và gặp và gỡ nhà tuyển dụng và để thể hiện là cũng như cái khả năng cũng như là cái sự tin tưởng đặc biệt cao nhất để cái nhà tuyển dụng có thể gây ấn tượng với có thể ấn tượng với bạn ngay từ khi bạn mới bước vào phỏng vấn, đúng không ạ? Vâng, thì như các bạn đi sau này các bạn sẽ đi xin việc và làm các quy trình thủ tục để các bạn vào một cái doanh nghiệp nào đấy thì trước đó người ta đã xem hồ sơ năng lực của các bạn. Cái việc mà người ta muốn gặp các bạn trực tiếp trong buổi phỏng vấn đó là người ta muốn nhìn cái niên hiệu của các bạn. Ở trong mỗi cái công việc người ta đều có một cái mức lương ứng định cho cái công việc đó. Tuy nhiên cái bạn được trả lương bao nhiêu nó sẽ phụ thuộc vào cách bạn thể hiện ngay tại thời điểm đó. Thì cái việc mà để cho các bạn có một cái hình ảnh chuyên nghiệp cũng như một cái ấn tượng tốt thì các bạn phải có hai yếu tố, đúng không? Cái đầu tiên thì như tôi nói, nó là hình thức và cái tri thức. Đấy. Thực ra thì đến lúc đấy người ta không có hỏi các bạn quá nhiều thứ về kiến thức chuyên môn, tại vì đâu có thời gian. Một cái nhân sự cơ bản thì người ta có khoảng
có khoảng 30 phút để người ta hỏi các bạn, lâu đó có thể nào test hết được các kinh nghiệm của các bạn, nhưng người ta xem cái hình ảnh của các bạn, cái nhân nghiệp của các bạn. Hình ảnh này các bạn đừng có nghĩ đơn thuần nó chỉ là bề ngoài. Hình ảnh là nó sẽ bao gồm hết tất cả những thứ từ ăn mặc, tác phong cách ứng xử, cách các bạn phản biện, giao tiếp. Đấy, nó rất là nhiều yếu tố đấy. Thì bây giờ làm sao để có được cái hình ảnh chuyên nghiệp? Thì cái việc đầu tiên các bạn phải, như tôi nói, bắt nguồn từ tất cả những cái vấn đề khác chúng ta có nhu cầu. Nhưng cái nhu cầu nó ở, tôi nghĩ rằng là ở đất nước, ở trong phạm vi đất nước chúng ta, đâu đó thì có rất là nhiều cái lối suy nghĩ đã ăn sâu từ trước rằng là thôi à, chúng ta đừng có quan tâm đến chuyện bề ngoài hình ảnh các thứ đấy, đấy nó không có thật hay như nào đó. Nhưng à, tôi khuyên các bạn rằng nếu như chúng ta có một cái tri thức mà chúng ta có thêm một cái hình ảnh nó chuyên nghiệp, nó đẹp, thì nó sẽ nâng cái giá trị thương hiệu của các bạn rất là nhiều. Và khi các bạn gặp các nhà tuyển dụng, người ta cũng sẽ trọng dụng các bạn hơn. Tại vì không thể nào bạn làm ở một cái doanh nghiệp mà bạn ngồi, bạn ở một cái vị trí, bạn mở một cái vị trí đấy mà các bạn cũng phải phát triển, thăng tiến. Và các bạn sẽ đại diện cho doanh nghiệp, mà đại diện cho một doanh nghiệp thì đâu mỗi cái chuyện chỉ là kiến thức không, không phải mang cái hình ảnh của doanh nghiệp đó nữa. Đấy, thì nói ở cái trong cái buổi nói về cái sự tự tin trong cái giao tiếp, thì tôi chỉ muốn là nói một phần nào đấy cái việc xây dựng hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp thôi, vì nó là cả một cái chủ đề lớn mà chúng ta có rất là nhiều thời gian để cùng nhau huấn luyện và tạo chúng ta cho nó một cái kỹ năng. Chứ không, nếu như mà các bạn học vẹt á thì nó rất là nguy hiểm. Tại vì sao? Các bạn học xong các bạn cứ thể hiện nó một hai lần rồi thôi, các bạn nghĩ rằng mình đã có hình ảnh chuyên nghiệp rồi, thì nó không phải, mà nó phải cần có một quá trình lặp đi lặp lại nó mới hình thành lên cái giá trị thương hiệu của các bạn. Tôi có một cái ví dụ, như các bạn thấy một cái người bán phở đi, người ta bán xe đẩy thôi, nhưng mà người ta có cái công thức, người ta bán phở rất là ngon và người ta duy trì cái công thức đấy và người ta làm lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác, đến một ngày nào đấy nó trở thành một cái quán phở nổi tiếng, cái loại phở gia truyền đấy, đúng không? Đấy, thì chúng ta vậy, nếu như chúng ta học được những cái kỹ năng chuyên nghiệp thì chúng ta phải làm cái việc đấy, làm hàng ngày để nó trở thành cái thứ gọi nó là của mình, chứ không phải là mình khoác lên hào nhoáng rồi xong rồi thì cởi ra, nó không phải, nó của mình là. Vậy thì để hiểu sâu hơn về sự tự tin trong các môi trường thực tế đối với các bạn sinh viên từ khi mới bắt đầu gia nhập vào giảng đường đại học và cũng như là chuẩn bị khi ra trường đi làm, thì chúng ta sẽ hỏi thực tế hơn về hai bạn khách mời ở đây về cái trường hợp thực tế các bạn đã gặp. Thì không biết là đối với mỗi em thì chắc là Nhi trước đi ha. Thì chị sẽ hỏi là đối với em thì trong suốt những cái thời gian vừa qua khi học tập tại trường, thì những cái trường hợp nào em cảm thấy tự tin và những trường hợp nào em cảm thấy không tự tin, thì để tất cả mọi người ở đây cùng nhau mình sẽ có đưa ra những cái giải pháp cho cái vấn đề của em sắp tới. Thì mời em ha. Cái vấn đề mà khiến em cảm thấy tự tin hay không tự tin nhất là, việc đầu tiên em khá là chú trọng về việc mùi hương trên cơ thể và vẻ bề ngoài của em, và hôm nay em mặc cái gì, tóc tai ra sao, gọi là em trông như thế nào. Tại vì sau ra thì việc đầu tiên người ta nhìn mình vào là nhìn vẻ bề ngoài, chứ không phải là người ta chưa tiếp xúc với mình. Mà nếu mà nhìn thấy em lôi thôi hoặc là cơ thể nó hơi có mùi khó chịu thì em sẽ cảm thấy rất là mất tự tin về cái vấn đề đó, nên em khá là chú trọng về vẻ bề ngoài của em. Cảm ơn em. Còn Uy Linh thì sao em ha? Đối với cá nhân em thì trong quá trình em có một thời gian ngắn đi thực tập ở một công ty, thì em cảm thấy cái hoàn cảnh, cái tình huống mà khiến em thiếu tự tin nhất là khi em bày về một vấn đề chuyên môn với những người có nhiều kinh nghiệm chuyên môn hơn em. Thì em cảm thấy bởi vì em là một người mới vào nghề, chưa có nhiều kiến thức, nên khi mà bày một cái vấn đề chuyên sâu gì đó thì em sẽ cảm thấy cực kỳ thiếu tự tin và không thể nào mà có thể có đầy đủ năng lượng để mà tranh luận hoặc là đọc thông tin từ người ta. Cảm ơn câu trả lời các em. Dạ thì theo như là những gì chúng ta mới được nghe các bạn góp ý, thì không biết là anh Quang Cao có thể là cho các bạn ở đây một số cái giải pháp để giúp các bạn tự tin hơn trong thời gian tới không ạ? Thì Yến Nhi có một cái sự quan tâm nó và cái cách
nhìn nhận về cái vấn đề ăn mặc nó rất là chuẩn xác. Brian Tracy là một cái chuyên gia huấn luyện rất là nổi tiếng ở Mỹ. Em có một câu như thế này là ăn mặc là để thành công. Tất cả mọi người đều đánh giá người khác qua vẻ ngoài. Đấy. Thì nhưng khi cái cách ăn mặc, khi bạn còn lưu ý nhiều đến cái vấn đề mình hôm nay ăn mặc ổn chưa, trông như thế nào, hương thơm có làm ảnh hưởng người khác không, hay là có cuốn hút được người khác không, thì tôi nghĩ rằng là cái đầu tiên là bạn phải lắng nghe bản thân mình nhiều, lắng nghe bản thân mình nhiều hơn nữa, để từ đó chúng ta có thể tìm ra một cái phiên bản tốt nhất của chúng ta. Nếu như các bạn không biết không có biết mình là ai, không có lắng nghe bản thân mình, thì những cái thứ style phong cách lên nó áp lên người các bạn không phù hợp, đúng không? Thì khi các bạn hiểu được bản thân mình cứ bắt đầu dòng ra những cái khi của mình thôi, những cái cá tính, những cái sở thích, những cái mong muốn đó, những cái điều mà mình mong muốn người khác, người ta nhìn nhận về mình như thế nào đấy, và con người mình cái giá trị của con người mình như thế nào, để từ đó mình sẽ chọn ra những cái phong cách. Thực ra cái phong cách đó cũng có những cái thứ liên quan đó, nó có những cái thứ, cái điểm tương đồng với một cái con người, với cũng như cái mong muốn của chúng ta. Từ đó chúng ta sẽ tìm điểm giao nhau để chúng ta tạo nên cho chúng ta một phong cách mà tôi nghĩ lúc đó là tự nhiên. Thì tôi đến các doanh nghiệp về huấn luyện ấy, có rất là nhiều cái người mà làm trong ngành công nghệ thông tin hay IT, người ta nói rằng là cái việc ăn mặc với người ta không có chú trọng lắm, người ta chỉ cần thoải mái thôi. Đấy, ai mấy người ta thấy anh Steve Jobs mặc mỗi cái quần jean kéo thun, đôi giày thể thao, hay là anh chủ của Facebook cũng chỉ đấy, cùng tương tự đấy. Thì nhưng nó không phải như vậy, nó đơn thuần chỉ là một cái cách mà Facebook là một cái mạng xã hội mà bất kỳ ai của chúng ta cũng có thể tham gia, dù là người giàu hay người nghèo. Nên cái người đại diện, cái người chủ, cái người đứng đầu của Facebook, người ta cũng có cái thế này, làm sao để mà gần gũi nhất với công chúng, không có phân biệt người giàu hay người nghèo, ai cũng có thể xài Facebook, đúng không? Tuy nhiên anh ấy xuất hiện đến những nơi làm việc, gặp gỡ các buổi tiệc, anh ấy ăn mặc rất là chuẩn chỉnh. Tức là nó có những cái quy định về ăn mặc, những cái cách thức, và nó gọi là lục bức thành văn luôn rồi. Và người ta mặc, người ta rất là tuân thủ theo những điều đấy. Sau này tôi có điều kiện được huấn luyện trực tiếp các bạn trong các buổi offline, thì tôi sẽ đưa ra những cái hình ảnh này cho các bạn xem, và những cái người như vậy, người ta đi làm thì người ta ăn mặc như thế nào đấy. Tại vì sao? Vì mỗi ngày người ta đọc của có nhiều thứ để người ta phải ra quyết định, mình phải suy nghĩ. Thì cái việc ăn mặc như em nói, người ta không có muốn phải lấn cứng những vấn đề trong mình ra làm sao ổn hay chưa, mà người ta sẽ có những cái quy tắc, cái nguyên tắc ăn mặc để làm sao người ta đến xuất hiện những cái buổi làm việc, buổi gặp gỡ giao lưu, thì người ta chỉ tập trung vào cái việc thông tin, việc tri thức, việc trao đổi về cái cảm xúc, tình cảm thôi, người ta không còn lấn cứng như ấy nữa. Thì tôi riêng cái câu hỏi này, tôi ở phạm vi cái buổi tọa đàm hôm nay, tôi có thể chia sẻ cho bạn như vậy, nhưng là tôi cũng mong muốn sẽ gặp bạn trong một cái buổi mà sẽ có cái sự ủng hộ trực tiếp để có thể giúp bạn bước tiến hơn. Cảm ơn anh về góp ý cho bạn Yến Nhi. Thì không biết về còn câu hỏi của bạn Uy Linh về vấn đề tự tin trong giao tiếp đối với những người có nhiều kinh nghiệm hơn, thì mình sẽ có giải pháp như thế nào? Khi em đứng trước một người mà người ta có cái phần kiến thức nó nổi trội hơn em, đúng không? Thì tự nhiên em cảm thấy là mình tự tin, mình thiếu tự tin trước người đó. Thì trong giao tiếp nó không phải chỉ là việc chúng ta nói, chúng ta truyền thông tin, mà chúng ta nhận cũng là một cách chúng ta giao tiếp. Đó là kỹ năng lắng nghe. Và trong cái trường hợp cụ thể của Uyên Linh đó, thì anh đưa ra một cái giải pháp
đó là em nên nào lắng nghe và câu hỏi. Đó cũng là một cái cách chúng ta giao tiếp hiệu quả. Chúng ta có thể lắng nghe một cách rất là say sưa. Chúng ta có thể đặt những cái câu hỏi mà em thắc mắc, và qua đó em có thể củng cố thêm được những cái kiến thức cho em. Và quan trọng là cái người đối phương, người ta cũng có cái nhìn nhận rất là thiện cảm từ em. Không phải lúc nào chúng ta cũng trân trọng về kiến thức, chúng ta cứ phải chia sẻ, chúng ta cứ phải nói, chúng ta lắng nghe, chúng ta đặt câu hỏi. Đó cũng là một cái cách giao tiếp hiệu quả. Cảm ơn câu trả lời giải đáp của anh cho các bạn vừa nãy. Thì để mà tiếp tục chương trình thì em cũng xin được phép đọc một số câu hỏi của các bạn khách mời gửi đến, để ở đây cũng chúng ta cùng bốn người cũng có thể là góp ý với các bạn. Thì chắc là chị mời hai bạn em đọc giùm chị một số cái câu hỏi các bạn ha. Thì hiện tại thì có một bạn sinh viên đặt câu hỏi như này là làm thế nào để mình duy trì được sự tự tin đó dù đôi khi gặp những tình huống mình có thể bị mất đi sự tự tin. Trong cái giao tiếp thì chúng ta, mục đích của chúng ta là gì? Trao đổi về thông tin, trao đổi về những cái hình ảnh cá nhân. Và một cái điều quan trọng nữa đó là trao đổi về cảm xúc và tình cảm. Cái việc mà khi chúng ta tự tin xong, có những cái khoảnh khắc, cái thời điểm có cái gì đó làm tác động vào đời, chúng ta không còn tự tin nữa, thì cái thứ mà để duy trì thì đó chính là tình cảm. Đó là cái sự chân thành của chúng ta. Cái chân thành nó sẽ giúp tạo cái thiện cảm đối với cái người đang giao tiếp cùng. Tại vì không ai có thể nói rằng chúng ta có thể nói năng một cách mạch lạc xuyên suốt, hay thì chúng ta có thể mắc phải lỗi hoặc vấn đề. Nhưng khi chúng ta có cái sự chân thành thì chúng ta sẽ từ cái chân thành đấy, nó dựa đến cái thái độ, cái hành vi chúng ta ứng xử với những cái tình huống mà khiến chúng ta không tự tin, thì vô tình chung chúng ta lại ghi điểm hơn trong mắt của đối phương, là người ta lại cảm nhận được chúng ta từ cái sự chân thành nữa đấy. Thì trong cái trường hợp của bạn sinh viên có đặt câu hỏi thì như tôi nói, đó là sự chân thành. Câu hỏi là làm như thế nào để tự tin hơn khi đứng trước đám đông hoặc khi thuyết trình? Cái thời mà mình học cấp 2, cấp 3 thì chúng ta đi học thì có cái việc là học thuộc bài, là trả bài, đúng không? Ở nhà chúng ta có thể học bài rất là thuộc lâu rồi, nhưng mà đến lớp cô kêu, mà lúc đấy rất là phấn khởi, rất là hào hứng, muốn cô đọc đúng tên mình để mình lên mình trả bài, để mình ghi điểm cao. Thế cô đọc đúng tên, đi lên thì tự nhiên quay mặt về nhìn lớp, nhìn cô, tự nhiên chửi cô đi thôi. Anh tin rằng rất nhiều sinh viên của chúng ta đã gặp cái trường hợp của chính bản thân anh cùng vậy. Thế vì sao là như vậy? Thì các anh nhớ lại cái quy tắc 8 giây của anh. Đấy, tức là trong cái lúc bạn ấy đứng trên đấy, các bạn ấy nhìn xuống cái hội trường đấy là đang là lớp học. Và cái người mà nghiêm khắc, rất là nghiêm khắc, đó là giáo viên. Thì tự nhiên các bạn bị nguyên bộ trưởng này, nguyên lớp đó, thì các bạn nên mất cái tự tin, tự nhiên cái kiến thức của bạn tự nó bay hết luôn. Thì trong cái trường hợp này, khi đứng trước các buổi thuyết trình hay đám đông, ngoài cái việc các bạn phải chuẩn bị những cái kiến thức liên quan trước đó, thì tôi không nói là thì có khi đã cái bí quyết đấy là các bạn làm sao để mình bình tĩnh và mình qua được cái khoảnh khắc 8 giây đó. Thì qua 8 giây đó thì mình mới chính là mình mới làm chủ được môi trường. Dạ, thì tại em cũng có nhận được một số câu hỏi từ các bạn khán giả khách mời. Thì các bạn hỏi là sự tự tin trong giao tiếp, em nghĩ đó là cái cách thể hiện bản thân mình. Nhưng nếu sự tự tin thành thái quá thì mình làm sao để tiết chế nó? Và người tự tin có dẫn đến tự cao hay không? Là có 3 cấp độ. Cấp độ tự ti, tự tin và tự cao. Thì đấy, thì bản thân cái sự tự ti đó là người ta nghĩ rằng cái khả năng của người ta, tức là người ta tự đánh giá cái khả năng của mình thấp hơn những cái gì vốn có của mình. Tự tin thì là mình tin vào những cái khả năng và nó có cái căn cứ, và nó có cái khả năng nó thuyết phục, nó phù hợp, nó đúng với những cái giá trị của mình. Còn tự cao là mình đặt cái giá trị
cái nhân hiệu của mình cao hơn với những gì mình có. Chúng ta giao tiếp, chúng ta đánh giá bản thân của chúng ta cao hơn với cái giá trị thật của mình. Cái việc đấy nó ảnh hưởng rất là nghiêm trọng tới cái buổi giao tiếp đó. Vì sao? Tại vì thường những người như vậy, người ta ít để ý đến cảm xúc của người khác. Trong giao tiếp, chúng ta cảm nhận một đối phương thông thường qua năm giác quan, đúng không? Mắt để nhìn, tai nghe, mùi để chúng ta nghe mùi hương, tay để chạm thì mình bắt tay, đúng không? Có một cái giác quan chúng ta gọi là giác quan thứ sáu, đó là sự cảm nhận, đúng không? Thì nếu như chúng ta có một cái sự cảm nhận nhạy bén, cái cách mà chúng ta nói chuyện mà nó hơi đi xa, nó hơi thái quá, đặt ta cao hơn so với bản thân quá, thì cái phản ứng ngược lại của cái người đối phương chúng ta sẽ nên cảm nhận từ đó. Thì khi cảm nhận được thì mình sẽ đánh giá lại được bản thân mình, tiết chế được bản thân, và lâu dần có một quá trình thì mình sẽ định vị và đúng cái bản thân của mình hơn. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn câu trả lời có rất nhiều. Thì hiện tại em có một câu hỏi tiếp theo nữa là mỗi lần em giao tiếp em không thể nói được những điều mình suy nghĩ trong lòng. Nhiều lần như vậy khiến em cảm thấy mình thất bại trong việc giao tiếp, thì không biết là có cách nào để cải thiện tình trạng này không? Thất bại. Ngày đầu tiên tôi muốn nói đến cái sự thất bại và thành công. Trong giao tiếp hay trong tất cả các hoạt động khác của chúng ta, nó đều có một cái điểm cuối cùng, đó là kết quả. Kết quả nó diễn ra theo ý chúng ta mong muốn hay số đông mọi người đều mong muốn, thì chúng ta gọi nó là thành công. Và ngược lại thì chúng ta gọi nó là thất bại. Thực ra bạn nên nghĩ rằng là đó chung quy lại nó là những sự trải nghiệm. Cuộc đời của mọi người thì nó có rất là nhiều cái sự trải nghiệm này nối tiếp những trải nghiệm kia, cái trải nghiệm này nó dẫn đến trải nghiệm khác, và nó chỉ là một cái kết thúc của sự trải nghiệm mà thôi. Nó không có cái sự đúng sai hay là thành công hay thất bại. Nếu như bạn còn nghĩ rằng nó là sự thất bại thì nó sẽ ám thị bạn, và nó sẽ dẫn đến một cái quá trình làm cho bạn mất đi cái sự tự tin vốn có của mình. Thực ra con người của chúng ta khi sinh ra đều có sẵn cái sự tự tin đó. Và chúng ta mất đi thôi, chứ không phải là chúng ta không có, mà chúng ta học nó mới có một bộ phận. Thì tôi mong rằng bạn hãy nghĩ một cách tích cực hơn rằng đó chỉ đơn thuần là cái sự trải nghiệm của mình, và mình đã có những cái trải nghiệm nó chưa giống như mình mong muốn, thì mình phải cố gắng mà tiếp tục, và đừng đem những cái sai lầm và những cái sai sót trước đó để chúng ta ám thị cho những cái lần giao tiếp mới. Đấy. Thì tôi mong rằng các bạn sẽ có một cái suy nghĩ tích cực hơn. Dạ rồi, em cảm ơn rất nhiều. Thì nếu như là để tóm gọn nội dung của chúng ta nãy giờ trong những từ khóa để hướng đến sự tự tin trong giao tiếp, thì anh có thể là gợi ý giúp các bạn ở đây một số từ khóa nói về sự tự tin không ạ? Thì tôi xin tổng hợp lại những từ khóa trong cái buổi tọa đàm hôm nay chúng ta đã làm sáng tỏ những cái từ khóa đây. Đầu tiên đó chính là nhu cầu giao tiếp, thứ hai đó là quy tắc 8 giây, thứ ba đó là hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp, cái thứ tư đó là tri thức, thứ năm đó là sự chân thành. Thay mặt Học viện Doanh thương mại Đại học Văn Lang, rất cảm ơn các bạn đã đón xem chương trình, và hẹn gặp lại các bạn tại các chương trình kỳ sau. Xin chào tạm biệt.